Chào cả nhà, hôm nay mình mua đồ ăn ở chợ Việt Nam. Chợ này hình như là tên Sài Gòn Deli gì đó. Có cơm tấm ha, nhìn hấp dẫn nha. Cũng rẻ lắm nha, hình như 5 đồng mà 9 mấy sen á, 95 gì đó. Bánh mì thì 3 đồng 65 sen. Hao bánh mì này thì không biết nhiêu tiền nữa, không có để ý. Mua rồi không để ý. Ra biển ăn ha. Hiện tại ngay bây giờ ngoài biển buổi trưa. Trời nắng quá trời, đang chống nắng đây. Chào cả nhà, hôm nay là ngày cuối cùng mình ở biển. Quay sơ cho anh em coi cho vui luôn. Hiện tại mình đang ngồi đây mình tắm biển nè. Dép dài này kia dục ở đó. Tụi nó ra bơi tùm lum tà la. Cái dù này kia ha. Che nắng này kia. Mấy bữa đó trời mưa liên tiếp mà cũng ra đây trên cái khăn trải này nè, ướt nhẹp luôn. Để bên đó cho nó khô. Cả trong cái giỏ để bên đó luôn cho nó khô. Ngồi phía bên đây ha, bên đây thì nó mát hơn, có cái dù che nè, mát. Đó là những người họ đi bằng cái canu đó, canu họ bơi ra ngoài để mà họ câu cá. Canu này là đạp bằng chân nha, đạp bằng chân. Còn mọi người thấy mấy cái đốm trắng 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 ở ngoài đó đó, cái đó là những cái bẫy cua đó, người ta thả xuống đây, ta thả xuống đó rồi để một đêm này kia, người ta ra người ta lấy rồi có cua không. Mình đang ngồi ở dưới đất, trải tấm ngồi thoải mái. Giờ cũng là 4 giờ mấy chiều rồi, hôm nay trời đẹp quá ha. Mình cũng có cần câu kìa, bỏ đó mà làm biến quá chưa xe lắp á. Đang ngồi nhìn trời, có người họ bơi tàu đứng ở ngoài kia kìa. Đám này thì lần nào mình ra đây nè, ở đây cũng gặp họ hết trơn. Hồi nãy ngồi bên phía bên kia, bên đó đó, múc bên đó đó. Ngồi bên đó ăn cơm rồi, ăn trưa, xong ngồi nói chuyện chơi này kia, quay lại thấy giờ 4 giờ rồi, không ra biển nữa. Ngày mai về rồi, cho nên hôm nay ra biển ngồi luôn cho tới một hồi tối rồi mới về. Trời đẹp quá ha. Bên đó là khách sạn. Cái cao dần dần đó đó, cái cao đó đó là khách sạn đó. Còn đằng này á là mấy chỗ mà nhà người ta cho mướn. Cái cầu mà chạy qua chạy lại hoài là lúc ở múc ở ngay chỗ đó đó.
cầu đó đó, chạy qua chạy lại hoài, đóng đồng đi vô trong này đó. Vô trong biển này thì tốn 1 đồng nha, ra vô tốn đồng. Biển hôm nay đẹp quá ha, nhìn trời mây xanh hết trơn. Nice, very nice. Hôm nay là chiều thứ 6 rồi nha, ngày mai mình đã về rồi. Mặt trời sắp lặn rồi. Cá nhảy ở ngoài đó quá trời luôn. Khi nào về anh em sẽ thấy, mình có quay cái time lapse cho anh em coi cho vui ha. Máy đang để time lapse nè. Hôm qua dính được con cá feed, hôm nay không biết dính được con gì. Ở biển này mau tối thiệt. Mới vừa thấy trời lên chút xíu là tối liền.